Hello, xin chào các em nha. Hôm nay tôi cùng mang theo một khẩu súng để đi săn đồ chơi nha. Đó, cùng đi săn đồ chơi nào. Đi ra đằng này đi. Quá. Trên cây này có một chiếc xe đồ chơi gì rất là to này các em ơi. Xem nào. Wow. Đây là xe gì đây? Một chiếc xe môi trường các em ạ. Wow, xe môi trường rất là to đấy. Cho lên vào đi. Tiếp tục đi nào. Trời đang có hạt mưa nhỏ đấy các em ạ. Chúng ta sẽ phải đi tìm đồ chơi thật nhanh nha. Quá. Ở đây có rất là nhiều đồ chơi này các em ơi. Wow. Toàn là các chiếc xe đồ chơi màu đỏ này. Có cả siêu nhân luôn này. Ta sẽ cùng xem nào. Wow, đẹp thật đấy. Rất là đẹp luôn, quá là nhiều đồ chơi luôn này. Một chiếc xe cần cầu này. Xe bồn này. Xe cứu hỏa này. Một chiếc xe buýt màu đỏ nha. Rồi đi. Xe cần cầu màu đỏ này. Xe cứu hỏa này. Đây có một bạn siêu nhân này. Tiếp theo nào. Chiếc xe cứu hỏa này. Đây là một bạn trong đội bay siêu đẳng này các em này. Bạn đội bay màu đỏ nhé. Tiếp tục nào. Một chiếc xe cứu hỏa nữa này. Xe này với cần rất là dài này các này. Đấy. Kéo ra xa được nha. Xe cứu hỏa. Wow, xe gì đây? Một chiếc xe tải này. Có cái thùng rất là to luôn này các này. Trời ơi, đi. Đầy giỏi đấy các em ạ. Xe cứu hỏa này. Wow. Đầy hết cả giỏ rồi các em ạ. Một chiếc xe nâng nhé. Đây là chiếc xe nâng người đấy các em ạ. Để tạm ra đây vậy. Xe cứu hỏa này. Vẫn còn rất là nhiều đồ chơi luôn các em. Một chiếc xe bồn chở xăng dầu này. Đội bay siêu đẳng nha, một bạn đội bay màu vàng. Một bạn đội bay màu cam này. Tiếp tục nào. Máy xúc này. Xe bồn này. Máy xúc màu đỏ này. Thì đây. Một bạn đội bay siêu đẳng màu xanh lá cây. Xe nâng người này. Lại một bạn đội bay siêu đẳng nữa này em này. Tiếp theo nào. Một bạn đội bay màu hồng. Ê, bạn gì màu đỏ đây, xem nào. Wow, đây là một bạn Zoboka biến hình các em nhé. Zoboka này chính là một bạn robot cứu hỏa đấy. Cho vào gió đi. Cuối cùng là một bạn đội bay màu trắng nữa này. Wow, các em xem này. Hôm nay chúng ta đã tìm được khá là nhiều đồ chơi luôn. Rất là nhiều xe ô tô và cả máy bay này, máy bay biến hình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm sao để mang các cái món đồ chơi này về nha. Xin chào các em nha.